đầu cuối thế mẹ biết luôn. Em biết. Hai người gần nhau. Bố mẹ. Chồng em cùng tháng. Mai là chị, anh công hôm qua. Cách nhau mấy ngày? Hai ngày rồi. Nên là làm ăn có hôm dưỡng, hôm dưỡng không bằng. Trung bình. Thôi, cắm điều đi. Thôi, cắm thế được rồi. Đây, cái này chụp. Ghi lại chỗ này, ghi mít. Phải quay ra chiều này. Bất lửa quá. Có chứ, tủ lạnh nữa. Có. Hai cô trên bàn thờ sao? Còn hai cô chuẩn bị hang nhá. Chuẩn bị hang nha. Thi toàn giữ mẹ cũng đội. Cháu toàn về mua cả cái bánh về cho nó thích. Nó thích lắm. Cô ăn hả? Happy birthday to you. Đi con đi có loại ti 50 phân và loại ti 30 phân. Bạn ơi, các bạn cắm liều siêu thế. Thôi, không cắm nữa nhá. À, bao giờ xem sát à? Em kiểm tra. Chiều ngang này phải lắp. Thôi, bạn cắm nữa bằng tay. Ngày xưa là anh để bàn thờ bên này, xong anh chuyển cửa, anh chuyển ra đây thì mới lắp quạt nó mới tiện. Lấy một cái lên đi chị, các bạn bỏ tay đấy. Không sao đâu, sao đâu. Nó đã ăn thua rồi. Mít ơi. Mít. Này của mít đã bị ghế rồi. Này mít ơi. Nào, cảm ơn đứng ở đây. Vâng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Đây con. Mẹ kìa. Tiếp kìa. Mi hát đi con. Power is not enough.
mỏ mỏ biết rồi, bạn vịt mỏi rồi, bạn vịt mệt rồi. Mệt đâu? Con ôm bạn vịt cái xong rồi đi nào, bạn vịt mệt rồi đấy. Bye bye. Bây giờ con ôm bạn vịt lần cuối rồi đi nào.